Xin chào các bạn nha. Một số khách hàng hỏi mình thì là tại sao mà thiết bị âm ly hoặc là các thiết bị đồ điện ấy để không nó cũng hỏng. Có một số bác thì bảo là sửa về nhưng chưa dùng kịp dùng. Đấy, mặc dù là mấy tháng sau mới dùng đến mà lại tự nhiên nó hỏng. Thì đây là nguyên nhân này các bạn. Giờ mình phải rút điện ra trước không có nó nổ, cháy nổ. Bác nhìn đây, đây chính là nguyên nhân cái nó hỏng này các bạn. Đây các bạn nhé, đây thối hết chân này các bạn thấy không ạ? Đấy, đây này, các cái chân này, các cái chân linh kiện này, đây này, có nhiều con các bạn để lâu ngày các bạn cắm vào nổ đột đột ngay. Đấy, đây chính là lý do là các cái thiết bị mà các bạn để lâu ngày là đến lúc các bạn bỏ ra dùng là nó hỏng này. Đấy, thế thì đôi khi là sửa xong mà các bác không dùng nó cũng sẽ hỏng nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đấy, như thế này thì chạy thế nào được. Đấy, và nguyên nhân của cái tình trạng này là do chất lượng linh kiện nó kém nha các bạn nhé. Các bạn để ý mà xem, những cái trường hợp mà để lâu ngày hỏng thì đa số là xảy ra đối với các cái trường hợp mà các thiết bị Trung Quốc. Đấy, còn đối với những thiết bị của Nhật thì rất ít khi nó xảy ra, tức là tỷ lệ xảy ra nó vẫn có nhưng mà rất ít nha các bạn nhé. Đấy, bởi vì những cái thiết bị của Nhật ý, linh kiện họ sử dụng toàn là những linh kiện tốt thôi. Đấy, và cái tỷ lệ mà gặp oxy hóa chân như này thì nó hiếm hơn. Còn những thiết bị của Trung Quốc thì chúng ta sẽ gặp nhiều hơn, bởi vì linh kiện hoặc là những cái thiết bị Trung Quốc sẽ hẳn luôn ấy thì lại nó lại bền. Còn những cái thiết bị mà kiểu như là Việt Nam mình mang về lắp ấy, lắp ráp mua là nhập linh kiện Trung Quốc về ráp này thì là những cái thiết bị còn đẹo hơn nữa. Bạn nhìn đây, đây này, các chân linh kiện này, toàn bộ là họ sử dụng linh kiện kém chất lượng. Đây. Đấy. Bạn thấy không? Gần như là con linh kiện nào cũng thế. Đấy. Thế thành ra đôi khi các bạn không sử dụng, để lâu ngày không sử dụng có khi sửa lại còn hết rất nhiều tiền, bởi vì là bây giờ oxy hóa gần hết này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn đây. Oxy hóa gần hết. Ui này, con này rời hẳn ra luôn này các bạn này. Đấy. Nếu mà cắm vào cố là nổ nhé, nổ xòa đấy. Đấy, và đây chính là cái nguyên nhân mà khiến cho những thiết bị của mình mà không dùng đến nó tự hỏng nhé.